Xin chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với Salon ô tô Toka, địa chỉ 89 Nguyễn Chánh. Và em là Trí, đại diện bán hàng của cửa hàng. Thì hôm nay là một ngày cực kỳ là mát mẻ. Thì em có cập bến một chiếc xe, đó chính là chiếc xe của những ông chủ, những sếp doanh nghiệp cực kỳ là ưa chuộng. Đó chính là một chiếc Camry 2.5Q sản xuất 2015, nhưng mà là model 2016 quý anh chị nhá. Vì sao là model 2016 thì tí nữa em sẽ cùng đi tìm hiểu cùng quý anh chị. Đấy. Về phần trước của quý anh chị đây có thể thấy. Đó. Với phiên bản 2016 ấy, là phiên bản đã được thay đổi thì sẽ được trang bị thêm giải đèn LED ban ngày đây quý anh chị nhá. Đấy, so với phiên bản 2015, nếu mà sản xuất 2015 xịn mà chưa model 16 thì sẽ không có giải LED ban ngày đây. Đấy. Và xe sẽ được trang bị hệ thống bóng đèn bi xenon, cùng với đó là đèn pha bóng thường. Đấy. Đây là về phần đầu của xe. Và chiếc này của em đặc biệt như này là xe sẽ được trang bị vành của phiên bản vành này sẽ là vành hình chữ V. Sẽ được gồm có 5 chấu. Đấy. Của phiên bản 2017 18 là sẽ được trang bị hệ thống vành này 18. Và chiếc này của em thì sẽ đã được lên 4 quả lốp Michelin, nên là đi cảm giác rất là êm ái và nhẹ nhàng. Đấy. Và xe sẽ được trang bị hệ thống cảm biến đầu. Đấy, cảm biến xung quanh xe luôn quý anh chị nhá. Và đây sẽ là cái phần hệ thống đèn gầm của chiếc xe. Đấy. Một chiếc xe thiết kế cực kỳ là đẹp quý anh chị ạ. Đấy. Và với phiên bản 2.5 này sẽ được thiết kế cái hốc gió này, vừa sang trọng vừa thể thao, mang tính khí động học. Đấy. Cực kỳ là đẹp. Mẫu Camry 2.5Q sản xuất 2015 nhưng mà model 2016 quý anh chị nhá. Đấy. Đây xe cũng được trang bị hệ thống xi nhan trên gương. Và với phiên bản 2.5Q này thì sẽ được trang bị hệ thống cửa thông minh. Đấy. Khóa cửa thông minh. Về form dáng của chiếc xe đây, cực kỳ là đẹp. Đấy. Sản xuất 2015. Đấy. Model 2016 đây. Và tiếp theo được chính là hệ thống đèn sau quý anh chị nhá. Và với phiên bản model 2016 ấy, thì hệ thống đèn này sẽ được áp dụng đến 2018 quý anh chị ạ. Đấy. Là sẽ giải đèn màu trắng đấy, kết hợp với cả hệ thống màu giải đèn đỏ ở đây đấy, là sẽ là phiên bản 2016 đấy. Đấy, và xe cũng được trang bị hệ thống cảm biến phía sau. Và với phiên bản 2.5Q này thì sẽ được trang bị hệ thống hai ống xả nhá quý anh chị nhá. Ở đây em sẽ cùng cho quý anh chị cùng quan sát về cái phần cốp của xe cũng như là cái phần vành zin của chiếc xe đấy. Cốp này diện tích này rất là rộng đấy. Đây quý anh chị ạ, đấy rất là đẹp. Đây là hệ thống vành zin của chiếc xe. Đấy, vành zin của chiếc xe sẽ là hệ thống vành 5 chấu đơn. Đấy. Đây lốp sơ cua của chiếc xe đây. Vẫn rất là mới đấy. Nguyên từ 2015 được quý anh chị ạ. Đấy. Một chiếc xe gọi là đỉnh cao một thời của phân khúc hạng D, và đến thời điểm này cũng vẫn thế. Đấy. Và đây em sẽ mời quý anh chị cùng quan sát về cái nội thất của chiếc xe. Đây về hàng ghế sau là hàng ghế của ông chủ đây. Đấy. Đây quý anh chị có thể thấy với phiên bản 2.5Q ấy, thì phần ghế da sẽ được khâu thêm màu chì đỏ đấy, tạo cái sự sang trọng như là cái điểm nổi bật của chiếc xe đấy. Đây là ghế chiếc xe quý anh chị nhá. Đấy. Một chiếc ghế chạy hơn 6 vạn km từ 2015. Và đây sẽ là cái phần điều chỉnh của ông chủ đây. Đó. Và với phiên bản 2.5 đấy thì quý anh chị có thể mình điều chỉnh độ ngả ghế sau, cũng như là mình tăng giảm ôm lượng, cũng như là hệ thống rèm điện và chỉnh điều hòa sau. Đó. Đúng là hàng ghế dành cho ông chủ đây quý anh chị ạ. Đấy. Đây là sẽ là các cái hệ thống mình cốp mình để đồ. Đấy. Phiên bản 2.5Q dành cho ông chủ. Đấy. Thời điểm lăn bánh 2015 đâu đó loanh quanh khoảng hơn 1 tỷ 3 tỷ 4 đấy quý anh chị ạ. Đấy. Thời điểm này thì cũng loanh quanh khoảng hơn 700. Đấy. Rất hợp lý tầm tiền xe của ông chủ. Đấy, và với phiên bản này thì sẽ được trang bị hệ thống rèm điện sau quý anh chị nhé. Rèm điện cũng như là hai rèm cánh. Đó. Đây, điều hòa sau đầy đủ quý anh chị ạ. Đấy. Và với phiên bản 2.5Q ông chủ này thì sẽ được trang bị hệ thống thêm phần chỉnh ghế phụ. Đấy, ở phần sườn này. Đó. Rất là tiện lợi. Đúng một chiếc xe của bố ông chủ. Đấy. Một chiếc xe 2015. Rất là đẹp. Đây. Xe sẽ được trang bị hệ thống khóa thông minh. Đấy, khóa cửa và mở cửa một chạm quý anh chị ạ. Đấy. Đây, quý anh chị quan sát phần ghế đây. Phần ghế sẽ được hai bên trang bị ghế chỉnh điện quý anh chị nhá. Đấy, rất là đẹp. Ghế khâu da đỏ. Đấy, rất là đẹp.
Đấy, chiếc ghế đây rất là đẹp, 6 vạn km nét căng luôn, cực kỳ là đẹp. Và tại phần táp ly cánh bên lái thì sẽ trang bị hệ thống nhớ ghế cũng như các chức năng chỉnh kính, kính auto và chỉnh gương. Đấy, đây về phần keo chỉ trước xe đây. Xe của em thì nguyên bản 100% quý anh chị ạ. Đấy, rất là đẹp. Và đương nhiên sau thời gian sử dụng thì sẽ có những cái khấu hao của chiếc xe. Thì cái đấy thì mình không tránh được, quan trọng là cốt lõi chiếc xe thôi. Đấy, đây là cái phần ốc cánh của chiếc xe đây. Đấy, quý anh chị quan sát này, còn chưa một lần là tháo ra. Đấy, rất là đẹp. Đấy, phần táp lô này, đấy, sẽ được khâu cả chì đỏ. Đấy, và tại đây là sẽ hệ thống chỉnh cảm biến cũng như là chế độ gương auto. Đấy, đóng mở gương. Ở phiên bản cao cấp này thì sẽ được trang bị hệ thống vô lăng chỉnh điện quý anh chị nhé. Đấy, lên xuống. Và đương nhiên sẽ được trang bị hệ thống đèn auto. Ở phiên bản 2.5Q này thì sẽ được trang bị thêm lẫy số thể thao trên vô lăng quý anh chị nhé. Đây, đây, rất là đẹp. 2.5Q. Đây, và trong thì với chiếc này thì sẽ đã được cân bằng hệ thống cân bằng điện tử ở đây. Đó, cũng như hệ thống chỉnh rèm điện ở phần trung tâm ở trên. Đấy, màn hình tích hợp đầy đủ. Đấy, nghe gọi Bluetooth, hệ thống camera lùi đầy đủ. Đó, rất là sắc nét. Đây, đây đồng hồ của em đây, 6.7 km. Đó, đây vô lăng này. Đấy, cũng được khâu chì đỏ này, rất là đẹp. Đấy, những sự thiết kế tinh tế của Kenji dành cho ông chủ. Và hệ thống là gương chống chói quý anh chị nhé. Đấy, tầm tiền mình bỏ ra là một ông chủ, là một sếp, đương nhiên là sẽ được trải nghiệm những cái tuyệt vời nhất. Đấy, ghế phụ chiếc xe đây rất là đẹp. Đó, chiếc Kenji 2.5Q 2015 đây. Và 2015 này đã được trang bị, đây là hệ thống sạc không dây quý anh chị nhé. Đấy, rất là đẹp. Phần bệ tì tai cũng thế đấy, khâu da hai màu đấy, màu đen và đỏ kết hợp. Đấy, nó sẽ là sự sang trọng, thể thao và khỏe khoắn. Và vâng, em xin giới thiệu lại với quý anh chị, đây là một chiếc Kenji 2.5Q sản xuất 2015, model 2016, tên tư nhân, biển tỉnh. Đấy, và chiếc xe này của em đang chào bán mức giá loanh quanh ngoài 700 một chút thôi. Quý anh chị đã sở hữu cho mình một chiếc Kenji 2.5Q rồi, đẳng cấp, sang trọng, tầm tiền rất là hợp lý. Chiếc này thì về khung gầm, hệ thống vận hành của máy 2.5 hộp số 6 cấp thì miết bàn rồi, quá là bền bỉ và êm ái. Và xe của em bán ra đều cam kết cho quý anh chị là không đâm đụng ngập nước, máy móc nguyên bản, giấy tờ pháp lý chuẩn chỉ và có bao test check hãng. Đấy, quý anh chị có thể yên tâm khi mình mua những sản phẩm tại cửa hàng. Và quý anh chị mình có quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với số online trên màn hình hoặc qua trực tiếp cửa hàng tại 89 Nội Tránh để xem xe, chạy thử cũng như có một giá tốt nhất. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi.